Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, ngày hôm nay cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều duy trì thời tiết tốt, trời nắng ráo thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của bà con cả nước. Tại khu vực Bắc Bộ, vùng áp thấp nóng ở phía Tây đang có xu hướng phát triển với cường độ tăng dần. Do đó, vào ngày mai thì các tỉnh Bắc Bộ có nắng nhiều hơn và mức nhiệt cũng tăng dần lên mức 29 đến 31 độ. Khu Tây Bắc còn có điểm đạt mức từ 34 cho đến 35 độ. Tuy nhiên, vào đêm và sáng sớm thì thời tiết ở khu vực sẽ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây. Mưa chỉ còn lác đác ở khu vực vùng núi như là Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng hay Bắc Cạn với lượng rất ít. Những ngày này thì dịch sâu ong ăn lá mỡ đã bùng phát mạnh tại các xã Chu Hương, Yến Dương, Mỹ Phương, Hà Hiệu, Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Theo ước tính thì diện tích sâu ong xuất hiện và tàn phá ở các xã có rừng mỡ tại Ba Bể có thể tới cả nghìn hecta. Sâu ong không có địch thủ, chúng cứ phát triển tự nhiên theo quy luật vòng đời. Loại sâu này có vòng đời từ 30 cho đến 40 ngày tuổi. Lúc chúng tàn phá mạnh nhất cũng là lúc mà chúng sắp bò xuống đất vào kén làm tổ. Chọn phương án bắt là an toàn nhất và đảm bảo vệ sinh môi trường. Vì nếu có phun thuốc thì cũng sẽ rất khó. Khi sâu ở trên cao, phun thuốc không thể triệt để. Còn khi chúng đã xuống dưới đất làm kén thì sẽ rất khó diệt trừ. Hiện tại thì bà con cần tăng cường các biện pháp phòng trừ và tiêu diệt bằng các biện pháp như là phun, rắc thuốc và bắt thủ công một cách khẩn trương khi mà sâu ong đang trong giai đoạn sâu. Khi sâu ong chuẩn bị di chuyển theo thân cây xuống đất hóa nhộng, thì bà con cần chú ý, quan sát, tiếp tục thực hiện rắc và phun thuốc theo chỉ định cán bộ nông nghiệp địa phương. Tiếp tục đến với những thông tin thời tiết. Tại dải đất miền Trung, do cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp ở phía Tây, nên ngày mai toàn miền trời nắng. Cùng với đó, thì nhiệt độ cao nhất trưa mai cũng tăng lên từ 31 cho đến 33 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế và 32 đến 34 độ ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Một vài khu vực thuộc vùng núi phía Tây như là Tương Dương, Nghệ An, Nam Đông, Thừa Thiên Huế hay là Ba Tơ, Quảng Ngãi sẽ chạm ngưỡng từ 35 cho đến 36 độ. Thưa quý vị và bà con, hiện nay ở tỉnh Quảng Trị, cây cao su bị héo đen đầu lá đang gia tăng về diện tích và mức độ gây hại. Tính đến thời điểm này thì tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 cho đến 15%, nơi cao là 40%, cục bộ có nơi từ 70 cho đến 80%. Bệnh héo đen đầu lá đã gây hại nghiêm trọng, làm giảm sản lượng mủ từ 20 cho đến 45%. Bệnh héo đen đầu lá tiếp tục phát sinh gây hại trên lá non và lây lan ra trên diện rộng nếu không thực hiện tốt công tác phòng trừ, đặc biệt là ở các vườn, các vùng bị nhiễm bệnh. Để phòng trừ loại bệnh này thì bà con cần sử dụng các loại thuốc có hoạt chất hexaconazole, carbenazim hoặc là các loại thuốc có cả hai hoạt chất trên, nồng độ theo hướng dẫn trên tòa nhãn. Bà con cần phun thuốc lên tán lá khi có 10% lá non nhú chân chim và ngưng phun khi đã có 80% lá đã già, theo chu kỳ từ 7 đến 10 ngày một lần. Ngoài ra thì cần kết hợp phun thuốc trừ bệnh với phân bón lá cao cấp để tăng cường khả năng sinh trưởng và chống chịu bệnh cho cây cao su. Thời tiết trong ngày mai ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái là ngày nắng nhiều, với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 31 cho đến 33 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và 32 cho đến 35 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Riêng miền Đông Nam Bộ còn đạt mức trên 35 độ. Về chiều tối và đêm thì mưa dông cục bộ vẫn chủ yếu xảy ra nhiều ở các tỉnh Nam Bộ. Bà con cần chú ý để chủ động trong quá trình sản xuất và canh tác. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tại đây mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và cao nhất là khoảng 31 cho đến 34 độ.
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào ở vài nơi với gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và cao nhất là khoảng 32 cho đến 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.